Xin chào tất cả khán giả của Viện Thẩm mỹ Korea. Hôm nay Huyền rất là vui khi có thể thay mặt cho Viện Thẩm mỹ Korea để giới thiệu đến mọi người một nhân vật trải nghiệm thực tế quá trình thoát béo mà đã giành giải thưởng 200 triệu trong cái lần hội thảo gần nhất của Viện Thẩm mỹ Korea. Và bây giờ Huyền sẽ không để mọi người chờ đợi lâu nữa, sẽ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cái quá trình đào thải và giảm mỡ của nhân vật như thế nào nhé. Đây là đoạn video clip mà bên Viện Thẩm mỹ Korea đã lưu lại ngay từ những ngày đầu khi khách hàng đến với Viện Thẩm mỹ Korea. Mọi người cũng có thể nhìn thấy rất là rõ tình trạng mỡ của chị, đằng trước, đằng sau lưng, ngấn mỡ lộ rất là rõ. Quá trình sau sinh của chị tăng cân khá là nhiều và bản thân chị cũng không nghĩ rằng là mình lại có thể bị tăng cân và thừa mỡ nhiều đến như vậy. Huyền tiếp tục sẽ giới thiệu đến mọi người hình ảnh clip mà chị khách hàng trong quá trình điều trị nhé. Mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Ở đây chúng ta có thể theo dõi rất là rõ hình ảnh mỡ bụng của chị như thế nào. Mỡ rất là dày, rất là cứng luôn đấy ạ. Toàn thân của chị bị tích mỡ từ trên xuống dưới, từ phần bụng, eo, lưng, tay và xoài. Và sau khi kết thúc liệu trình thì kết quả của khách hàng như thế nào thì Huyền sẽ giới thiệu ngay đến mọi người để chúng ta cùng theo dõi nhé. Hà ơi, giới thiệu với mọi người, đây chính là nhân vật mà Viện Thẩm mỹ Korea muốn giới thiệu đến trong ngày hôm nay. Đây là nhân vật Hồng Hà đúng không ạ? Khách hàng Hồng Hà là một trong những vị khách hàng đã trúng giải thưởng trị giá 200 triệu trong chiến dịch thoát béo mà Viện Thẩm mỹ Korea tổ chức hội thảo tại khách hàng Daewoo. Chị không thể nghĩ rằng là Hà có được cái bóc dáng này đâu nhé Hà nhé, thay đổi hoàn toàn luôn. Em sẽ luôn còn cảm nhận ra em nữa luôn ý. Thực sự ra là với mọi người có tin không, mình xin chia sẻ một thông tin như thế này. Khách hàng Hà, nhân vật Hà đây trước đây á, cái tình trạng mỡ của Hà phải nói rằng là đối với những cái cô chú khách hàng 20 năm, 30 năm tích mỡ cũng không thể nào cứng được như mỡ của Hà. Mỡ của Hà tích tụ toàn bộ, toàn thân luôn, từ vòng thân trên, thân dưới. Nhưng thật sự bây giờ không thể nghĩ rằng là Hà có thể lấy lại được vóc, tức là cái vóc dáng và vòng eo nhỏ nhắn như thế này. Em được đợt đầu đến được thăm khám, em cũng kiểu xác định cho mọi người khoảng mỡ khó giảm đi, kiểu nhiều nhất chỉ được 5 cân thôi. Em kiểu lúc đấy cũng hơi nản, nghĩ là thôi cố được bao nhiêu thì cố ấy. Xong rồi đợi mãi lại mãi không thấy đào thải, không thấy có cái gì thay đổi cả. Được nhiều lúc đúng là ấy thật, nhưng mà xong các chị với các bạn kỹ thuật viên cũng kiểu cố gắng động viên, xong cũng hỗ trợ hết luôn. À, thấy cũng đào thải đâu, từ hôm đấy ra nhiều xuống cân rất là tốt, mà không bị gì kiểu xuống một vòng nợ mà nó xuống đều, tất cả các vòng đều xuống luôn. Nên là kiểu thấy vui sướng hơn. À, mọi người có thấy mà cô gái này đang chia sẻ thôi nhưng mà giọng nói cũng rất là nghẹn ngào, bởi vì mình cũng sẽ chia sẻ thật, bởi vì bản thân Hà khi đến đây mỗi một lần chia sẻ câu chuyện về giảm béo của mình, chia sẻ cái tình trạng thừa cân thừa mỡ của mình, lúc nào cũng trong tình trạng rưng rưng nước mắt. Và thực sự ra hôm nay thì không biết là cái sự nghẹn ngào này là do hạnh phúc hay là như thế nào đấy Hà. Hồi xưa là bây giờ kiểu nhìn trong gương chán, bây giờ kiểu cả ngày chỉ thích nhìn trong gương thì ạ, xong rồi ai thì mình trong đồng ý thôi để khoe mình đẹp như nào lên. Thực sự ra đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với nhân vật Hồng Hà, là một trong những vị khách hàng rất là may mắn của Viện Thẩm mỹ Korea. Hôm nay thì Huyền giới thiệu Hồng Hà ở đây để cho mọi người có thể xác thực được rằng với phương pháp giảm mỡ này có thể giúp cho vị khán giả này của chúng ta đã đạt được kết quả như thế nào nhé. Thì Hà ơi, em có thể chia sẻ là cái quá trình đào thải của em thì đến nay là em đào thải được khoảng bao nhiêu kg mỡ rồi? Em lúc đầu đến đây là gần 70 cân đấy ạ, nhìn rất là tròn luôn. Và bây giờ em xuống hàng ngày đến lúc ăn no mà em cân lên chỉ ra được tầm 53,5 đến 54 thôi ạ. Xuống rất là tốt, bản thân em không bất ngờ em xuống được nhiều như thế. Nó cũng phải được mấy cân. Thì mười mấy cân rồi, chị rất là biết cái kết quả đó. Và chị cũng biết là Hà vẫn có nhu cầu là muốn tiếp tục giảm nữa đúng không? Vâng, tại vì gọi là kiểu chiều cao nó hơi có hạn một tí, nên là em muốn xuống đầu 4 cho nó đẹp hơn. Trên tay Huyền vẫn là đoạn clip trong quá trình điều trị của nhân vật nhé. Mọi người hãy nhìn thấy đây ạ, toàn bộ tập trung mỡ ở cái vùng bụng khá là lớn luôn. Và thực sự không ngờ mới chỉ sau có liệu trình đào thải được khoảng 1 tháng đúng không Hà nhỉ? Khách hàng, vị khán giả Hồng Hà của Viện Thẩm mỹ Korea đã đào thải được chính xác là như chị xem chỉ số là gần 13kg mỡ rồi. Chị Huyền có thể thua lại cái đoạn đầu. À đây nhá, thì mình sẽ thua lại cái đoạn đầu để mọi người nhìn rõ hơn một chút xíu. Đây. Đây là buổi đầu tiên khi mà Hồng Hà đến với Viện Thẩm mỹ Korea, buổi điều trị đầu tiên đấy ạ. Hôm đấy các bạn bán mà bộ em sắn đến nỗi mà lúc các bạn làm liệu trình cho em mà có bảo là mỡ kiểu bình thường mọi người đánh mỡ rất là lỏng mà em cứng chắc, nó không có độ đàn
hồi ở bụng luôn nhá. Đúng rồi, thì trong cái quá trình thăm khám với bác sĩ đấy thì bản thân chị cũng được các bác sĩ trao đổi và tình trạng của Hồng Hà phải nói là mỡ rất là cứng, rất là rắn, và thực sự trong lòng rất là lo lắng và hồi hộp và không biết rằng là liệu cái tình trạng mỡ của Hồng Hà như thế này thì cái kết quả nó có sẽ đạt được như mong muốn không. Nhưng mà thực sự đến giờ phút này thì không còn gì để nói nữa, với một cái kết quả giảm đến mười mấy kg mỡ thì có thể nói rằng là đó là một trong những cái kết quả rất là thành công rồi. Và trong thời gian tới là Viện Thẩm mỹ Korea sẽ rất là hy vọng và hỗ trợ, tiếp tục hỗ trợ cho Hồng Hà để làm sao em đạt được cái mong muốn là số lượng kg của mình về đầu 4 nhé. Vâng. Đây là hình ảnh cuối cùng đi, cái hình ảnh mà mình chụp những ngày đầu, chị cho em xem thế nào. Thì chị sẽ cho mọi người xem hình ảnh ngày đầu của Hà nhé. Thế tổng là xem là em giảm được là bao nhiêu rồi? Tổng xem hôm đầu tiên em đến đo mà đến vòng bụng của em là đến 100 ấy ạ. Bây giờ thì chỉ có hơn 70 một chút thôi. Em đang cố nhờ các chị cho xuống. Tiếp tục xuống như là Ngọc Trinh luôn. Giới thiệu với mọi người thì đây là hình ảnh nhá. Mình sẽ phân tích lại một chút về hình ảnh ban đầu của vị khách hàng này. Đây, như mọi người thấy đấy, mỡ bụng của Hà rất là lớn và cái khối mỡ này rất là cứng luôn. Mỡ tích tụ toàn bộ từ thân trên xuống thân dưới này, như mọi người thấy này. Tay rất to, bụng rất lớn và đùi cũng rất là lớn luôn. Và với thân hình này cộng với cái chiều cao hơi khiêm tốn thì bản thân Hà cũng không thể nghĩ rằng là mình có thể đạt được một cái kết quả tốt như thế này. Thực ra là bây giờ nhìn hình ảnh của Hồng Hà lúc này thì cũng không biết là nói gì đó. Bản thân chị cũng rất là vui khi có thể giúp cho Hồng Hà có thể lấy lại được sự tự tin, lấy lại được vóc dáng đẹp như thế này. Bởi vì những ngày đầu khi là một khách hàng, khi là người mà theo dõi cái quá trình trực tiếp với Hà đấy, là người hàng ngày chia sẻ thông tin với Hà, bản thân chị cũng rất là lo lắng. Và thực sự ra là mỗi một lần thấy Hà rưng rưng nước mắt là cảm thấy trong lòng rất là xúc động và hiểu được cái nỗi lo lắng của Hà, không của riêng Hà và của rất là nhiều chị em phụ nữ đang bị mắc tình trạng thừa cân thừa mỡ sau sinh nữa. Và với khách hàng nhân vật trải nghiệm thực tế này thì hôm nay Huyền rất là vui khi được giới thiệu đến khán giả của Viện Thẩm mỹ Korea. Và trong tương lai Viện Thẩm mỹ Korea rất là vui nếu như có thể giúp đỡ được tất cả những chị em đang có nhu cầu cần giảm cân, đang có nhu cầu cần giảm mỡ có thể đạt được kết quả tốt đẹp như của Hồng Hà đây. Và hy vọng rằng trong thời gian tới Hồng Hà sẽ tiếp tục cố gắng nhất để làm sao mình đạt được cái chỉ số như Hà mong muốn nhất, là phải xuống đầu 4 nhé. Và với cái nhân vật này thì Huyền cũng hy vọng rằng trong thời gian tới Viện Thẩm mỹ Korea có thể trở thành một cái địa chỉ tin cậy và được rất là nhiều người lựa chọn tin dùng dịch vụ. Huyền sẽ nói thêm một chút xíu nữa về cái thông tin về Viện Thẩm mỹ Korea. Với cái lượng khách hàng càng ngày càng đông và nhằm đáp ứng được nhu cầu của tất cả các chị em trong Nam ngoài Bắc thì Viện Thẩm mỹ Korea chuẩn bị khai trương cơ sở trong Sài Gòn rồi. Huyền xin được nói lại địa chỉ một chút nhé. Số 1 Trần Nhật Duật, phường Bình Thạnh, quận 2, Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh. Xin lỗi hiểu nhầm một xíu. Số 1 Trần Nhật Duật, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Và ngoài Hà Nội là hai cơ sở 7981 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội và 99 Triệu Việt Vương, 2 Bà Trưng, Hà Nội. Số hotline của Viện Thẩm mỹ Korea là 0911859999. Các chị em hãy cố gắng nhanh tay để lại số điện thoại để được các chuyên gia và bác sĩ Viện Thẩm mỹ Korea tư vấn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thể giúp đỡ được tất cả các chị em lấy lại được sự tự tin và vóc dáng như mình mong muốn. Cảm ơn Hồng Hà rất là nhiều về buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn khán giả của Korea rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.